Lê Minh, bên chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Lời nói đầu tiên mình chúc anh chị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Mời các bạn hãy cùng đi trải nghiệm cùng với mình và thư giãn, xả stress và nghe nhạc, ngắm cảnh bãi biển bãi sau thành phố Vũng Tàu chiều cuối tuần cùng với mình nhé. Video thì mang tính chất xả stress về giải trí trong các bãi biển thành phố Vũng Tàu mà thôi. Thì mời các bạn hãy cùng đi trải nghiệm với mình. Video có gì sai sót thì mong các bạn hãy comment bên dưới để góp ý để cho mình hoàn thiện hơn, cho đẹp hơn nha các bạn. Rồi không để vậy cái đấy để lâu, mời các bạn hãy cùng đi nào. Hôm nay bãi biển một màu xanh rất là đẹp các bạn, nước trong xanh, xanh đúng như nước biển hôm nay. Nhưng mà khí hậu mấy ngày nay thời tiết rất là oi, rất là nóng nắng các bạn. Bây giờ 5:30 chiều rồi nhưng mà rất là nắng nóng luôn, cái thời tiết oi bức cũng dễ hiểu, người dân đổ xô đi tắm biển ở đây đâu. Mà các bạn hãy cùng nghe nhạc và ngắm cảnh cùng với mình nhé. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm tới Lê Minh và theo dõi để xem hết video ủng hộ mình, nên chân thành cảm ơn. Bạn nào yêu quý kênh thì hãy bằng cách nhấn vào like, nhấn vào đăng ký để ủng hộ để mình có động lực làm video hay hơn nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
cho em thấy đẹp đẹp hay gì đó cho mình xin mình được đăng ký các bạn, để cho mình có động lực đi làm nhiều hay đẹp hơn cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép các anh chị và các bạn chúng mình dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất, mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Xin chào và tạm biệt.